Hôm nay Vân mời các bạn cùng làm món chả cá Lã Vọng để thưởng thức món ngon Hà Nội tại nhà với gia đình ha. Món này được cho là chưa ăn thì chưa biết Hà Nội. Vân được bạn dẫn đi ăn món này lúc ra Hà Nội, rất là đặc biệt và ấn tượng. Nhờ món này mà Vân thích rau thì là luôn từ đó. Chỉ có món chả cá Lã Vọng Vân mới có thể ăn được nhiều rau thì là như vậy. Vân cắt rau vào để làm món chả cá Lã Vọng ha. Cách Vân làm thích hợp cho các bạn sống ở nước ngoài, không mua được cơm mẻ nhưng vẫn giữ được hương vị của món ăn đặc trưng Hà Nội này. Ở Phoenix, nơi Vân ở, tháng 10 là thời điểm gieo hột thì là. Vân đã cắt ăn nhiều đợt rồi nhưng cứ cắt thì cây lại ra lá mới, ăn đã đời luôn mà vẫn không xi nhê gì hết. Đây là các nguyên liệu chính Vân dùng cho món chả cá Lã Vọng. Món này ở Hà Nội dùng cá lăng, loại cá có da trơn và nhớt, sống ở các vùng ao hồ nước ngọt. Cá lăng trông giống như cá catfish nhưng thịt cá lăng dai hơn. Ở Mỹ không có mua được cá lăng nên Vân dùng cá tilapia. Vân dùng 2 bao cá cho hôm nay. Đây là củ riềng, một gia vị không thể thiếu cho món chả cá Lã Vọng. Vân gọt vỏ ngoài cho sạch. Củ riềng rất là cứng chứ không như củ gừng nên cẩn thận đừng cắt vào tay ha. Gọt vỏ củ riềng cho sạch, xong Vân thái lát thật mỏng để xay cho thật là mịn. Nếu không có máy xay thì giã bằng cối cũng được, nhưng giã sao cho càng mịn càng tốt để ướp cá cho thơm, để khi ăn không phải trúng phải miếng riềng cứng. Vân muốn cắn vào lát cá dai mềm có mùi vị riềng nè, chứ Vân không thích ăn phải miếng riềng. Thái lát mỏng như vậy thì riềng xay ra sẽ mịn hơn. Vân bấm nút chop cho máy quay cắt riềng trước, rồi bấm nút grind cho máy xay mịn. Xay cho riềng nhỏ và nhuyễn như vậy là được. Riềng xay rồi, nếu dùng không hết hôm nay, Vân sẽ ngâm vào trong dầu và trữ trong tủ lạnh để dùng cho lần sau. Đây là buttermilk, là sữa chua dùng để uống và nấu ăn. Nó đặc hơn sữa nhưng không đặc sánh như da ua, có vị chua nhẹ nên thích hợp để thay thế cơm mẻ. Vân đong 1 phần 2 cup, tức là 120 ml để ướp 2 bao cá. Nấu ăn làm bánh cho vào buttermilk, món ăn ra rất mềm và ngon. 2 muỗng canh bột bắp. Vân cho vào bột bắp để cá có lớp bột mỏng. Khi nướng cá sẽ giòn bên ngoài, bên trong mềm, ăn sẽ ngon hơn. 2 muỗng cà phê bột nghệ. Các bạn tưởng tượng ra phần nào hương vị của cá chưa? Có riềng, có nghệ. 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê mắm tôm. Mắm tôm làm cá có vị mặn mà rất ngon. Bỏ qua gia vị mắm tôm khi ướp cá là coi như mất đi một mùi vị quan trọng. Phân lượng gia vị ướp cá Vân làm như thế này là cá ra vừa ăn luôn, không cần nêm nếm thêm khi ăn. Nước chấm chan vào là chỉ để cho phần bún. Vân cho vào 3 muỗng canh riềng xay mịn. Trộn tất cả cho đều là đã xong hỗn hợp ướp cá ha. Cá đã được làm sạch, không da không xương rồi. Vân chỉ cắt ra từng lát vừa ăn. Cắt xong là cho thẳng vào hỗn hợp ướp cá. Cứ thế cắt hết cá và cho vào hỗn hợp ướp. Trộn cho cá thấm đều hỗn hợp ướp. Rồi để cho cá ngấm với gia vị khoảng 15 phút, hoặc có thời gian thì ướp qua đêm càng ngon. Bật lò nướng ở chế độ nướng lửa trên, broil,
ở nhiệt độ cao. Đợi lò nóng, Vân xếp cá lên khay đây. Đầu tiên xịt dầu lên khay để cá không bị dính vào khay. Vân dùng lò điện cho tiện, nhưng đúng ra thì cá được nướng trên lửa than nên cá cháy thơm hơn. Vân xếp cá một lớp lên khay như vậy, không xếp chồng lên nhau. Hai bao cá là xếp vừa khít lên cái khay nướng có cạnh 13 inch và 18 inch. Vân cho vào lò nướng và tiết định thời gian nướng là 5 phút. Sau 5 phút, Vân trở mặt còn lại và nướng thêm 5 phút nữa. Thơm lắm rồi! Nướng 5 phút là mặt trên của cá đã se lại như vậy rồi. Vân trở hết cá để nướng mặt còn lại. Vậy là cá đã được nướng tổng cộng 10 phút rồi. Lúc này cá chín ăn được rồi. Vân thường để cá cho thật nguội để thịt cá săn cứng trở lại. Đây là cá Vân đã để cho nguội hẳn rồi. Cá rất là săn cứng, ăn rất là dai. Có thể bỏ vào hộp chín và cất vào tủ lạnh 5 ngày đến 1 tuần. Ăn vẫn rất ngon. Bây giờ đến phần rau ăn kèm, gồm có hành lá và rau thì là. Sau khi rửa sạch rồi phải làm cho thật ráo nước để khi nhúng vào chảo dầu nóng, dầu không bị bắn ra ngoài. Hành lá cắt khúc dài cỡ ngón tay, phần gốc lâu chín hơn để riêng. Phần nào to quá thì cắt đôi cho chín đều hơn. Phần gốc cũng vậy, phân bổ đôi hoặc bổ tư, tùy củ hành to nhỏ, rồi cũng để riêng. Để khi nhúng, phần gốc cứng cho vào trước để có thời gian lâu hơn cho nó chín. Rau thì là cũng cắt khúc bằng lóng tay như hành. Phần cọng cứng ăn không được bỏ đi. Trộn đều phần lá hành và ngọn thì là chung với nhau. Phần gốc hành Vân trộn chung với phần cành thì là. Bún khô sau khi luộc xong, xả lại nước lạnh rồi Vân làm thêm công đoạn phân ra từng phần như vậy. Làm vậy, bún không bị dính chùm vào nhau. Khi ăn chỉ cần lấy từng phần nhỏ, nó gọn hơn. Bây giờ Vân làm nước chấm mắm tôm. Phân lượng Vân pha là 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước. Cho vào lò vi sóng làm ấm 30 giây cho đường nhanh tan. Cho vào chén 1 muỗng canh mắm tôm. Vân làm nóng 2 muỗng canh dầu. Cho vào 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn phi cho thơm. Hơi xém vàng như vậy là ngay lập tức đổ vào chén mắm tôm. Trộn mắm tôm với dầu nóng cho thơm, xong vắt nửa trái chanh vào. Cho vào nước đường, ớt băm nhuyễn, trộn lên cho đều. Nêm nếm lại sao cho mắm tôm có vị chua ngọt vừa ăn. Nếu cần thêm vị cay thì cho thêm ớt vào. Vân thích rưới lên trên mắm tôm tí xíu dầu tỏi, rồi thêm vào vài lát ớt như vậy cho bắt mát. Đây là khoảng nửa cúp đậu phộng rang. Cho vào máy xay, tẻ ra và hơi nát một tí. Vậy là đã có đầy đủ phụ gia cho món chả cá lạ vọng rồi. Vân cũng chuẩn bị chai nước chấm này vì có người không thích ăn mắm tôm. Các bạn bấm vào link để xem phân lượng và cách Vân pha ha.
Món chả cá Lã Vọng thường được nấu tại bàn ăn tựa như món lẩu vậy. Ăn đến đâu thì nhúng rau và cá vào chảo dầu nóng đến đó. Nhưng làm cho nhà ăn thì vẫn làm trên bếp như vậy. Cho khá nhiều dầu vào chảo. Vân cho vào khoảng một cúp dầu. Vân cho một cọng rau vào dầu để thử dầu nóng chưa. Dầu nổi bong bóng to và nghe xèo như vậy là nóng rồi. Vân cho gốc hành vào trước đây. Rồi cành thì là rau xèo xuống rất nhanh. Cho cá vào luôn. Rau vậy là chín quá rồi, Vân lấy ra. Cá đã được nướng chín rồi, nhúng vào dầu như thế này chỉ làm cho cá nóng trở lại và giòn hơn thôi. Vân cho vào từng ít một như vậy, và ăn tới đâu nhúng vào từng ít một tới đó. Bây giờ là đến phần vui nhất nè. Món ngon đến mấy mà trình bày cẩu thả thì cũng làm cho món ăn mất ngon mất. Không cần phải làm gì cầu kỳ đâu, chỉ cần chăm chút một tí xíu. Để rau lên sao cho gọn, đặt lá cá lên trên, rưới đậu phộng lên, rưới lên dĩa nước chấm để ăn với bún. Hoặc nếu không thích mắm tôm thì chan lên đĩa nước mắm pha chua ngọt. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Vân để nhận video món ngon nhà làm từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.